Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Cùng với giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ lập tông tòa Thánh Phêrô. Như vậy, tông tòa là cái gì? Chúng ta mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ chánh tòa thì chúng ta thấy một cái ghế nó rất là đặc biệt, và cái ghế đó là chỉ dành cho Đức Giám Mục của địa phận đó, nhất là khi Ngài cử hành một cái lễ long trọng nào đó. Thì cái từ tông tòa nó phát xuất từ cái chữ, cái nhà thờ chánh tòa nó phát xuất từ cái chữ tông tòa mà ra. Chúng ta tiếng Anh gọi là cathedral. Và cái tông tòa, cái ghế của Phêrô cũng được gọi là cái cathedral của Phêrô, của Phêrô. Và vì vậy, nơi cái ghế đó, hay là nơi cái tông tòa, nơi cái tông tòa đó, hay là nơi cái ghế chủ tọa của Phêrô đó, nhất là khi theo truyền thống cho rằng là nhất là khi Chúa Giêsu về trời, thì khi các môn đệ cùng với Đức Mẹ Maria đóng cửa kín, họ tụ họp với nhau để cầu nguyện, và họ luôn luôn dành một cái ghế đặc biệt cho Phêrô, bởi vì có thể là các môn đệ cũng đã hiểu là Chúa muốn Phêrô trở thành một người lãnh đạo, một người dẫn dắt các môn đệ, cũng như là một người sẽ xung phong để cho cái sứ điệp của Chúa Giêsu tiếp tục được triển nở. Và vì vậy, qua lời Kinh Thánh hôm nay xác định cái điều đó cho mỗi người chúng ta, nhất là khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Và dĩ nhiên Simon là người đầu tiên thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Đức Giêsu nói với Phêrô như thế này: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Chúa khen Phêrô qua những cái lời tuyên xưng là Phêrô thật là người hạnh phúc, Phêrô thật là người nói đúng về cái identity, về cái con người thật của Chúa Giêsu. Thế nhưng một mặt chúng ta thấy Phêrô được Chúa khen thưởng một cách long trọng như vậy qua cái lời tuyên xưng của mình,
Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, nếu chúng ta tiếp tục đọc tin mừng Matthew thì chúng ta sẽ thấy là Chúa lại mắng Phêrô là Satan lui ra đằng sau thầy. Rồi có một lần khi mà Chúa Giêsu tuyên bố Ngài sẽ phải đi lên Jerusalem, Ngài sẽ bị người ta xỉ vả, Ngài sẽ bị người ta đánh đập, rồi Ngài sẽ bị chết. Rồi sẽ có nhiều người người ta sẽ từ bỏ thầy. Phêrô cũng là người can đảm, ai bỏ thầy chứ, riêng con không bao giờ con từ chối hay là bỏ thầy. Và chúng cũng chỉ ngay sau đó đã chối Chúa ba lần. Một con người được Chúa khen thưởng và đồng thời cũng là một con người bị Chúa nói là Satan, cũng là một con người tham sống sợ chết. Và vì vậy, nơi cuộc đời của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy cuộc đời của Phêrô có nhiều ánh sáng và cũng có nhiều bóng tối. Và khi nhìn vào đời sống của Thánh Phêrô cũng cho một phần nào giúp chúng ta cũng cảm nghiệm rằng là giáo hội của chúng ta cũng như vậy. Nhiều lúc giáo hội của chúng ta rất là vẻ vang qua những cái hành động, qua những cái quyết định, qua những cái đường lối để rồi dẫn dắt nhân loại đi vào một cái đường lối có thể nó có tình người hơn. Nhưng rồi bên cạnh đó, giáo hội cũng có những lần lầm lỡ. Tại sao như vậy? Là bởi vì giáo hội được lập lên bởi những anh chị em cũng như tất cả mọi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, là những con người cũng có những ánh sáng, cũng có những bóng tối trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh Phêrô, nhất là khi Chúa trao cái quyền bính cho Phêrô như vậy, cũng là một lời an ủi rất là lớn cho mỗi người chúng ta. Và vì vậy, cái câu kinh thánh có thể diễn tả một cái tấm lòng ăn năn sám hối của Thánh Phaolô một cách thực sự. Nếu chúng ta có dịp đọc tin mừng Luca ở chương 22 câu 31 thì Chúa nói như thế này: phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh, hay là nên vững tin. Có nghĩa là đối với Phêrô, Ngài cũng có một cái kinh nghiệm yếu đuối, kinh nghiệm tội lỗi. Và vì vậy Chúa nói phần anh một khi đã trở lại, có nghĩa là một khi anh thực sự thấu hiểu được cái con người thật của anh, con người yếu đuối của anh, thì lúc đó anh mới có khả năng, lúc đó anh mới có thể giúp cho những anh em khác sống cái một cuộc đời thông cảm, chấp nhận, không lên án ai. Và vì vậy, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ lập tông tòa của Thánh Phêrô, chúng ta được biết rõ nơi vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội là một người được Chúa khen thưởng, nhưng một mặt khác cũng là một con người yếu đuối, nhút nhát, giống như biết bao nhiêu, giống như mỗi người chúng ta. Và cái nhìn đó nó giúp cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn hơn, biết nhẫn nại hơn, nhất là đừng có vội xét đoán bất cứ ai, bởi vì chúng ta đâu có nhìn thấy tổng quát cái con người đó, hay là cái yếu tố nào đó, hay là cái sự kiện nào đó. Và vì vậy, nơi Thánh Phêrô mà trong ngày chúng ta mừng kính hôm nay, chúng ta được mời gọi để sống cái tinh thần đó, tập sống khiêm tốn, tập sống nhận biết nơi chúng ta là những con người yếu đuối như vậy, để rồi chúng ta biết tin tưởng, chúng ta biết đón nhận, chúng ta biết thông cảm. Và ngày hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng như những người kế vị Thánh Phêrô, để họ cũng trở thành những con người có thể luôn biết tuyên xưng Đức Giêsu Kitô giữa dòng đời hôm nay, và nhất là trở thành một vị lãnh đạo để giúp con người
sống trong yêu thương, sống trong niềm tin, và nhất là giúp con người khám phá ra cái tình thương của Thiên Chúa, cũng như giúp con người nhìn nhận nơi tất cả nhân loại có những yếu đuối, có những cái lầm lỗi. Cái điều quan trọng là chúng ta luôn biết sống tinh thần khiêm tốn, tinh thần sám hối, và đó cũng là cái mục đích mà mùa chay Chúa mời gọi những người chúng ta luôn sống sám hối và tin vào tin mừng.